ở miền Bắc thì đang chuyển mùa, nắng mưa thất thường, miền Nam cũng có những hình thái thời tiết khác nhau như vậy, ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe. Và chúng ta hãy cùng xem là những hình thái thời tiết này thì có duy trì lâu hay không, và trong ngày hôm nay thì khắp cả nước sẽ có thời tiết như thế nào. Chúng ta sẽ cùng đón nhận những thông tin dự báo thời tiết từ biên tập viên Hạnh Quyên. Xin chào chị. Vâng, xin chào anh chị, xin chào tất cả quý vị khán giả. Mưa ở thủ đô Hà Nội thì chưa phải gió bão đâu ạ. Mặc dù là tối ngày hôm qua thì bão Côn Sơn đã di chuyển vào khu vực Biển Đông và trở thành cơn bão số 5 trong năm nay. Tuy nhiên thì hoàn lưu của nó thì vẫn cách khá là xa đất liền nước ta đấy ạ. Vâng, và từ hôm nay cho đến thứ Bảy thì bão số 5 vẫn gây ra thời tiết xấu, chủ yếu là ở khu vực Biển Đông. Tuy nhiên thì quý vị vẫn cần phải đề phòng và theo dõi cập nhật thông tin bão liên tục. Quỹ đạo, cường độ và khu vực chịu ảnh hưởng của bão sẽ có nhiều thay đổi do là còn tương tác với nhiều hình thế khác như là cơn bão Chan Thu hay là gió mùa Tây Nam. Vâng, và trở lại với diễn biến thời tiết trong ngày hôm nay thì mưa to suốt từ đêm qua đến giờ đang mang đến bầu không khí rất là mát mẻ cho thủ đô Hà Nội. Ngoài trời lúc này nhiệt độ là khoảng 25 độ, cộng với độ ẩm cao trên 94%, cảm giác khá là dễ chịu. Dự báo là mưa sẽ còn xảy ra cho đến khoảng là 10 giờ sáng ngày hôm nay, có lúc mưa to đi kèm với sấm sét nguy hiểm. Sau đó thì trời sẽ tạnh ráo dần, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ không vượt quá 30 độ, ở mức dịu mát. Đây cũng là nét đặc trưng của thời tiết giao mùa, giai đoạn này thì những cơn đau đầu hay là đau nửa đầu rất là dễ xuất hiện ở người già. Quý vị nên có một chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng hay là tập luyện thể dục thể thao nhẹ nhàng để có thể giảm bớt căng thẳng hay là ngủ ngon hơn. Vâng, vừa rồi là dự báo chi tiết của cơn bão cũng như là thủ đô Hà Nội. Bây giờ xin được mời quý vị khán giả đến với phần dự báo ngay sau đây. Thị xã Sapa dự báo hôm nay có mưa bất chợt, trời lạnh, nhiệt độ cao nhất khoảng 20 độ. Thành phố Hạ Long là một trong những nơi có nắng vào trưa và chiều nay ở Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất khoảng 31 độ. Thủ đô Hà Nội buổi sáng trời mưa, có lúc mưa to, trưa chiều trời nhiều mây, nhiệt độ không vượt quá 30 độ. Thành phố Đà Nẵng từ sáng đến chiều trời nắng 32 độ, chiều tối có thể xuất hiện mưa dông. Thành phố Hội An cũng có thời tiết là ngày nắng, chiều tối mưa dông, nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ. Thành phố Đà Lạt mưa dông tập trung chủ yếu về chiều và đêm, buổi sáng trời tạnh ráo, dịu mát, nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá 25 độ. Thành phố Hồ Chí Minh dự báo là sáng đến trưa nay trời có nắng gián đoạn, từ chiều đến tối sẽ có mưa dông đi kèm với sấm sét và gió giật mạnh. Tại thành phố Cà Mau cũng cần lưu ý đến mưa dông vào chiều tối nay, nguy cơ cao xảy ra sét đánh và gió giật mạnh nguy hiểm.